không có xe và không có bạn bè. Nơi đây tôi lấy hơi một mình khi công việc đang còn chất đầy ở công sở. Tan ca lang thang ngoài đường nhìn lên trời và rồi tôi nhìn xuống đất. Thôi thôi đi nhanh về nhà, chụp cái mình lên đầu và rồi đi ngủ nhà. Giữa cái đất Sài Gòn đầy bộn bề, sao con đường này dài đến thế? Tôi muốn đi xa nơi đây để một nơi tôi được làm chính tôi. Đi về đâu để được bình yên? Đi về đâu để được thanh thơi? Trong bao ngày qua, trong bao ngày mệt nhoài, bạn bè tôi.